theo sách Sáng Thế Kỷ, chương 6, câu 4. Vào thời bấy giờ, có những người khổng lồ sống trên mặt đất. Khi các con trai của Thiên Chúa đi lại với con gái của người, sinh ra những người con mà khi lớn lên họ trở thành những người hùng, những tên tuổi lẫy lừng trong quá khứ. Bí ẩn về người khổng lồ. Người Maya và người Inca ở Nam Mỹ tin rằng có một chủng tộc người khổng lồ từng tồn tại trên trái đất trước trận Đại Hồng Thủy. Những nền văn minh cổ xưa khác cũng tin như vậy. Một vài người coi họ là những vị thần, những người khác khắc họa những bức chân dung của họ trên đá hoặc viết về họ trong những câu chuyện lịch sử của mình. Người Hy Lạp và người La Mã kể về những giọt máu chảy từ trên thiên đường xuống lòng nữ thần trái đất, Gaia, người đã sinh ra Titan, một chủng tộc những người khổng lồ đáng sợ. Có lẽ nổi tiếng nhất trong số họ là Goliath, người Philistine, một trong năm anh em khổng lồ. Vandal Jones là một nhà khảo cổ học có phong cách riêng. Ông dùng cả cuộc đời lần theo dấu vết của Goliath và Dương Thánh Tích, nơi chứa cuốn sách thần thánh Midrash của người Do Thái, thứ sẽ nói với chúng ta người khổng lồ được tạo ra từ đâu. Goliath xuyên qua những binh lính Do Thái, vượt qua, hất chiếc Dương Thánh Tích lên vai, chém bay Pinhas và Hophrey, lấy Dương Thánh Tích trở về trại của người Philistine. Chính trên cánh đồng này, cách Jerusalem ngày nay hướng về phía nam 24 km, có một truyền thuyết kể rằng Goliath cuối cùng đã bị giết, không phải bởi một chiến binh khổng lồ giống ông, mà bởi một chàng trai nhỏ bé, David, người mà theo bảng khắc vào thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, cho rằng sau này ông sẽ trở thành vua của người Do Thái. David lấy trong đống đồ của mình một thứ màu đen với dây da dài. Cậu đặt nó trên cánh tay, quấn nó như thế này và nói rằng, mi chiến đấu với ta bằng mộc và áo giáp, bằng khiên và kiếm, nhưng ta chiến đấu với mi nhân danh Chúa, Thiên Chúa của người Do Thái. Sau đó, David lấy ra một bộ dây da, nhưng buộc vào một hòn đá. Và như thế, cậu bé chăn cừu đã khiến cho Goliath bị thương và choáng váng, nhưng cậu chưa giết hắn. Goliath ngã khuỵu xuống, chống tay lên mặt đất. David chạy đến và lấy chính thanh kiếm của Goliath, thanh kiếm khổng lồ mà hắn đã giết chết Hophrey và Pinhas. Với thanh kiếm này, cậu đã chặt đầu hắn. Chỉ cách nơi cuộc chiến nổi tiếng 3,2 km là một gò đất quá khổ cao 24 mét. Nơi này được cho là nơi ăn nghỉ cuối cùng của Goliath, mặc dù không ai biết chắc chắn vì nó chưa từng được khai quật. Ở miền Trung Tây Hoa Kỳ cũng có nhiều gò lớn được cho là những ngôi mộ. Có một tác giả đã viết rất nhiều về người khổng lồ và đã bán được hơn 15 triệu cuốn sách là Brad Steiger. Ngôi mộ tập thể của người khổng lồ đã được khai quật. Có người đàn ông cao đến 2,4 mét, một số phụ nữ cao đến 2,1 mét. Có tư liệu ghi lại về những người đàn ông cao 3 mét với hộp sọ cực lớn. Và đặc biệt, một trong số những hộp sọ này có sừng, có thêm một hàm răng hay một số người khác có những thứ biến dị khác nữa. Đó là những hộp sọ cực lớn của những người cực kỳ to lớn. Một nhà khảo cổ học là Maverick, người từ lâu đã bị mê hoặc bởi huyền thoại của những người khổng lồ của Mỹ là David Hatcher Childress. Một số gò đất ở miền Tây nước Mỹ đã được khai quật từ năm 1850. Trong nhiều gò đất, họ đã tìm thấy khung xương của những người cao đến hơn 2,1 mét, và trong nhiều trường hợp, họ có hàm răng đôi, cũng như trong một số trường hợp khác, họ có tới 6 ngón trên mỗi bàn tay và 6 ngón trên mỗi bàn chân. Một trong số những bộ xương đó đã được tìm thấy ở Bridenville, California, bởi một nhóm thợ mỏ.
Đầu tiên, họ tìm thấy bức tường này với những chữ tượng hình rất phức tạp. Họ cho rằng sẽ tìm thấy vàng ở đằng sau bức tường. Họ đập vỡ nó và họ tìm thấy xác người phụ nữ này đang ôm một đứa trẻ mặc áo lông thú, một loại bụi kỳ lạ. Các di hài xác ướp phụ nữ cao lớn cũng được tìm thấy ở Texas. Họ còn được tìm thấy ở thung lũng chết và nhiều nơi khác nhau ở California. Những bài báo cũ là tất cả những gì còn lại về những người khổng lồ bí ẩn. Người chiến thắng giải thưởng phóng viên của năm, nhà báo Jim Mars, có một sự quan tâm đặc biệt với khoa học suy đoán. Khảo cổ học tại thời điểm đó đang ở trong một thời kỳ hoàng kim. Tất cả những người có sẻng trong tay đều cố gắng đi tìm cái gì đó. Nhưng điều thú vị là việc tìm thấy những xác ướp khổng lồ hay xương và hóa thạch khổng lồ không thể gắn liền với bất kỳ vị trí cụ thể nào. Người tìm thấy họ ở Hy Lạp, người lại thấy họ ở Ý và cả ở Trung Đông và cả Mỹ. Và thậm chí nếu bạn loại đi một số tin vịt trong số đó, hay tin bị dịch sai hoặc cái gì đó khác, thì bạn vẫn còn một lượng lớn bằng chứng cho thấy có những sinh vật khổng lồ đã từng tồn tại trên trái đất. Năm 1912, những chủ trang trại bắt đầu tìm đến một hang động tách biệt nằm gần Lovelock, Nevada, để đào phân chim rơi làm phân bón. Trong hang, có một bất ngờ đang chờ đợi họ. Họ bắt đầu đào 3 mét đến 4,5 mét phân rơi trong hang động. Họ phát hiện thấy những đồ tạo tác khác thường, như đồ nhử vịt trong những chiếc giỏ. Những dụng cụ săn bắn và đánh bắt khác được tìm thấy trong chiếc hồ gần đó mà bây giờ đã khô cạn. Nhưng sau đó họ đã có những khám phá rất khác thường. Đó là những người khổng lồ tóc đỏ đã được ướp xác, những người khổng lồ cao từ 2 mét đến 2,1 mét. Trong nhiều trường hợp, đó là những xác ướp bọc kín như xác ướp Ai Cập và có mái tóc màu đỏ dài xuống đến tận vai. Các chủ trang trại không thể giải thích điều đó. Đó là điều kỳ lạ nhất mà họ từng thấy. Nhưng người da đỏ, Paiute, là những người sống quanh đây đều biết về nó. Thực tế, trong khi quay trở lại vào năm 1883, Sarah Winomuka, một công chúa người da đỏ, Paiute, đã viết một cuốn sách tên là Cuộc sống giữa những người Paiute. Trong cuốn sách đó, bà kể về những người tóc đỏ khổng lồ đã từng sống quanh hồ trong hang động này ra sao. Bà tuyên bố rằng họ đã ăn thịt đồng loại. Bộ tộc đó ăn thịt người chết. Họ sẽ gây chiến với bộ tộc của tôi. Chúng tôi làm việc và thu thập gỗ để lấp đầy miệng hang. Cuối cùng, người dân của tôi đã châm lửa và nói với họ, bỏ cuộc hoặc các người sẽ chết. Nhưng không có câu trả lời nào. Một trong những bí ẩn lớn nhất của phương Tây là điều gì đã xảy ra với những người khổng lồ này. Có gần 60 bộ xương được mang ra khỏi hang động này. Nhưng ngày nay ta không tìm thấy chúng ở đâu. Có phải là có sự giấu giếm về mặt khảo cổ nào đã từng xảy ra ở đây? Có điều gì đó liên quan đến người khổng lồ? Có lẽ toàn bộ câu chuyện chỉ có thể là một huyền thoại của địa phương, hoặc như hàng tấn xương trâu, hài cốt có thể đã bị đốt cháy và sử dụng với phân rơi làm phân bón. Dù giải thích thế nào, thì những bằng chứng về những người khổng lồ đã biến mất. Tuy nhiên, cùng một lúc, những manh mối thách thức về sự tồn tại của họ có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Ở Nam Mỹ, những mô hình người khổng lồ được khắc vào đá lớn đến nỗi, đứng trên mặt đất khó có thể hình dung ra nó mô tả cái gì. Nhưng khi nhìn từ trên cao xuống thì nó trở nên khá rõ ràng. Hình ảnh này ở Chile được khắc ở độ cao 90 mét, tên là Cerro Unitas, được cho là hình khắc giống người lớn nhất thế giới. Ai khắc nó và lý do tại sao, đó vẫn còn là một bí ẩn.
cách nửa vòng trái đất. Tại Vương quốc Anh, một biểu tượng hình người khổng lồ khác được nhìn chằm chằm lên bầu trời. Hình vẽ này được biết đến với tên là Sơn Ibis gần Shaftesbury, được khắc vào sườn đồi đá phấn. Không ai biết rõ là đã bao lâu. Nó có thể là biểu tượng của huyền thoại người anh hùng Hercules. Cách đó 250 km là hình người đàn ông cao lớn có tên là Wilmington. Dài 85 mét, từ đầu đến chân, nó nổi trên sườn đồi Anh như một vị thần khổng lồ từ thời đại khác. Nước Anh có rất nhiều những di chỉ liên quan đến những người khổng lồ. Jennifer Westwood là một chuyên gia về văn hóa dân gian Anh và về những người khổng lồ Britain. Thuở ban đầu, nước Anh là nơi sinh sống của những người khổng lồ. Vào thời kỳ đó, họ được gọi là người Albion. Sau sự sụp đổ của thành Troa, một anh hùng tên là Brutus đã đến đây với binh lính của mình và quyết định chinh phục Albion. Sau đó họ đã chiến đấu với những người khổng lồ dã man này và giết chết gần hết họ. Nhưng có một người gọi là Gogmagog mà họ để cho anh ta sống sót, cao tới 3,6 mét. Người này đã có một trận đấu vật với công tước xứ Con Vua tên là Corineus. Trận đấu được đánh giá là ngang tài ngang sức. Cuối cùng, Gogmagog đã bẻ gãy mấy cái xương sườn của Corineus. Corineus giận đến nỗi, ông vác người khổng lồ cao 3,6 mét này trên vai, chạy ra bờ biển rồi ném anh ta xuống vách đá. Người khổng lồ đã tan xác trên những phiến đá, máu nhuộm đỏ khắp nơi. Những người khổng lồ cũng được nhắc đến trong huyền thoại về Stonehenge.